Chào mừng anh em đến với kênh Việt Đen Gaming nha. Thì mình là Việt Đen nè. Hôm nay mình đang làm cho mọi người, đó là một cái bài về phù thủy. Mình thấy trên sàn mình khá nhiều phù thủy rồi, thấy có luôn cái lõi khả mẫu thạch dứt luôn nha mọi người. Thì có cái lõi này thì mình đánh chỉ cần cho nó một tí sức mạnh phép thuật thôi là nó hơi bị mạnh luôn. Đó, hiện tại thì mình đang có hai phù thủy rồi, dưới có một cái thìa đúng không? Thì dáng này rất là dễ để mà lên được 8 phù thủy. Đầu game á, thì mình sẽ lấy cái thìa này cho con Bobby. Bobby nó sẽ đứng kế bên con Tarik. Tarik nó sẽ được cộng mỗi ghe rau á, là nó sẽ được 20 máu. Tối đa của nó được tăng thêm. Thì cái sàn Yumi này nó vậy đó. Nó trong cái thìa, tướng nào sở hữu cái thìa thì những con tướng xung quanh nó chỉ được cộng 20 máu á. Tướng gần nhất chứ không phải những con tướng, tướng gần nhất thì đánh xác hơn. Hôm này mới 3 tướng thôi. Mình khởi đầu game á, nó cho khá là nhiều vàng luôn, không có được đồ gì đâu hết. Đó, cho nên là mình lên level 4 luôn mà mình còn 14 vàng thấy không. Qua round thứ 2.2 mình được 20 tiền rồi. Thì thôi lỡ rồi thì mình sẽ tức lại tức cái game này luôn, chấp nhận thọt đồ. Hy vọng tí nữa tới cái round người đá kia nó cho mình được thêm nhiều trang bị xíu, chứ không là thọt đồ lắm luôn á mọi người. Hiện tại mình không hiểu tại sao những cái trên video kênh kênh mình đăng á, nó bị vlog tương tác quá, nó đề xuất tới những cái giải trí gì đâu không à, nó không liên quan tới game nhiều hay sao á. Thì mấy anh em ủng hộ mình một đăng ký kênh và một like đi, để cho nó YouTube nó được tiếp cận lại cái đối tượng á. Hiện tại nó đang hình như đề xuất hơi sai hay sao á, cái video của mình nó bị flop quá. Rồi cảm ơn mấy anh em nha. Đây rồi, ông này phù thủy luôn hả? Ông đánh Ionia mà. Có khi ông lóc luôn hai gắn hai Ionia, ông đánh chín Ionia luôn á. Tính ra cái sàn này mà ông nào ông lấy luôn cái lõi ốp là được thêm một cái ấn nữa là ổng lợi lắm nha. Đúng không? Con nó có hai cái thì nó cho 40 máu. Con tướng kế bên, quá ngon cái gì nữa. Nên cái game này mà nhiều thì càng nhiều thì con tướng được búp á, nó cộng dồn máu lên to, siêu to khổng lồ luôn á. Để bữa nào thử kiếm mấy cái game nhân phẩm nào mà được như vậy mình làm cho mọi người xem ha. Mình thấy mấy pháp sư Trung Hoa làm gì mà con chó gác này to tuyệt là to, rồi thêm con Renekton cũng to khổng lồ luôn, nhìn đã lắm, full bản đồ luôn vậy đó. Con Renekton gì mà 7-8k máu luôn mà, ghê lắm. Đó, mình sẽ đánh cái game này hơi dị một xíu đi. Nếu như mà kết tâm được đồ, mình sẽ cho con Tarik 3 cái tú tượng luôn. Hiện tại cái meta của con Tarik này nó là 2 cái tú tượng nè, với một cái khăn giải thuật, đúng không? Mà mình dứt luôn cho nó 3 cái tú tượng nữa coi, cộng thêm dưới được nó được úp cái thìa nãy giờ. Mà tí nữa thử xem nó nhiều máu như thế nào ha. Mà không biết lên nó 3 sao hay không, 3 sao mới ngon. Chà, cái ông thách đấu này dữ vậy. Thách đấu 13.21 này được búp nha mấy anh em. Mấy anh em đánh 8 thách đấu đi, bao phê luôn. Đó. Nhưng mà cái điều kiện đánh thách đấu là nó phải có hai cái ấn nha. Đó, chứ nó mà một cái ấn là đánh không được đâu. Cái ông này á, được một cái thìa trong cái sàn, cộng với ông lấy thêm cái ấn thách đấu nữa là ông đánh 8 thách đấu được mà. Trời ơi, thách đấu mà ông thấy được con phiêu ra này ghiền lắm mà mình bắt đi. Ê chà, nhà ông này ông đánh bi quay tờ hả ta. Trồng lên bài phù thủy mà đánh tao rít đó, nó tăng khá là trâu luôn á, búp giáp lên nhìn khủng. Rồi 40 tiền hả, sau cái round này chắc được 50 tiền đó. Mình thích đánh cái round này mình đưa vô bên trong hơn, đánh từng con như vậy á, nó khá là lợi ha.
mình có bốn chép luôn, mình được cứ sắp vô bên tay phải đánh con bên phải trước, xong đánh đứa con còn lại. Tại khi một con kia mà nó đi rồi á là mấy con kia nó cũng hồi máu luôn. Ê chà, dược đồ nữa đi, đồ nữa đi, cung nữa hả? Có cái giọt nước mắt mình lắp được cái ấn luôn nè. Rồi bốn phù thủy. Có sen hả? Thêm sen vô đi. Thêm sen vô hả? Đây. Cho tạm cái ấn cho sen luôn. Rồi đẹp. Bỏ con Soraka vô ha. Soraka vô thay cho Zenith. Rồi sắp lại đội hình cái nha. Kéo qua một xíu. Rồi bốn phù thủy, hai Tarragon, hai Can Trường, hai Hiệu Diệu Nhân. Đẹp. Ủa mà ông này Bill Wittor hả? Không biết Fortune lên 2 được kìa. Không có vuốt rồng á, nó đam lẹ lắm. Trời ơi, đi. Đi. Bum. Thua rồi, thua rồi. Đầu game thì đánh chủ win được, bây giờ sao cứ caro hoài ta? Cầu hồi phục, hỗ trợ, cộng mình nghĩ. Còn rồi tiếp nè. Quyền năng nè, quyền năng nó không hợp không hợp. Rồi tiếp. Trang bị lấy luôn, đang cần cái vẽ đồ để mình chơi con Tarik ba cái tú tượng. Rồi game này ok, chơi luôn Tarik ba tú tượng, như vậy nó mới hấp dẫn đúng không? Đồ như vậy đánh mới hay chứ. Ba cái tú tượng coi thử xem nó trâu bò cỡ nào nha. Búp búp, trời ơi giáp kìa. Dạo này đánh Tarik khó lên 3 sao lắm mọi người, tại vì bị KS bài phù thủy khá là nhiều ha. Giáp của con ta rất ghê chứ kìa. Xem lên luôn. À được một em Tarik nữa nè. Quyền năng để tạm đây đi, để tạm đây đi. Mình lấy nước mắt nè, tại vì đánh phù thủy cần nhiều nước mắt lắm. Sujin nè, Blue nè. Bằng. Được. Đó. Mấy ông này đánh bài tướng 5 tiền nè. Đánh bài tướng 5 tiền lấy full loại vàng, không có lấy một loại trận đánh nào á. Hơi căng á. Tí nữa cùng bắt đánh khó lắm. Hạng 2 không biết lấy gì đây, biết còn cái nịt nào không? Phiêu ra chưa ai lấy à? Ôi bị ông. Ông đấu sĩ kìa nè, không có lấy được phiêu ra. Cái Warwick. Cái bài đấu sĩ này sao mạnh dữ ta, mà sao đấu sĩ mà lại lấy khả mẫu thạch ha? Hay giờ muốn chí mạng luôn hả? Rồi thôi mình lắp blue đi. Blue tí cho con siêu cô hay là con Ari cũng được. Lại gặp nhà thách đấu kìa. Hợp gu ông này với ta, ông lia hàng trên của mình lẹ ghê luôn á. Ồ, oh, 2 sao hết nữa chứ. Quá ghê gớm, quá ghê gớm. À, 6 thách đấu hả? 6 thách đấu chưa? Từ từ. Rồi coi. 6 BB tờ. 4 thách đấu, 3 Ionia, 5 Surima, 5 BB tờ.
Năm Maionia, nhà nào cũng đang âm mưu chơi chính hệ, hệ chính hết nha. Mình là hệ 8, 8 phù thủy. Đúng là cái game lợi tức từ cái thìa xong là cứ muốn hướng tới chơi hệ 8, hệ 9 không? À, nhà này cũng âm mưu đánh... Cũng đánh... Sao là Ionia mà đánh... bỏ con heo với con Swan ta, đẹp hả? Ionia là phải bắt con Nila. Chơi Ionia 4 chinh phạt, còn không là 9 Ionia. Ông nào cũng âm mưu chơi, chơi hệ. Con Taric bị cạnh tranh ghê thật ha. Không là nó lan lên 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 ngon luôn. Không. Ionia quân sư. Triệu nhân à. Bốn triệu nhân. Từ từ coi. Súng bỏ luôn. Này. Bỏ đồ này đã xíu là cho Shiko đây. Ice. Dứt. Bán đi con này đâu cần đâu ta biết. Ê, con dây đâu cần đâu. Bilbiter hả? Quân sư hả? Quá dữ. Đúng là Bilbiter đánh quân sư vô nó trâu để mà nó kích cho cái nỏ cái nó bắn được á. Mà lắp đồ đó vô cho con Mifatul thì đúng. Đúng luôn, tại vì nó ra skill nó kích hoạt pháo kích á. Quá dữ, quá dữ. Còn ở nhà biết chơi không? Khu hỗ trợ hy sinh đủ phép, đủ phép, đủ phép. Dứt luôn. Full phép. Full phép cho mấy ông. Lên level 8 ta. Chặt xíu. Chắc xíu cũng phải lên level 8 đấy. Ráng gồng nhà qua rau đi chợ đi lên luôn quá. Mình cần up 8 lên. Mình kiếm Ari. Ơ, không được nha. Mình thiếu con Maza, Mazaha. Ui. Thiếu con đó rồi. Thiếu con đó hay đâu có được 8. Mấy chà quân sư Asia luôn. Dứt. Dứt. Shiko chưa ra đâu ta. Ra 4.2 rồi mà chưa có. Dứt. Giờ mà ra Shiko nữa là mình ok lắm luôn á. Đội hình mình xấu quân thủy là đẹp. 8, 2, 4. Ui thua cả sàn vậy. À nó rồi kìa. Nói nhắc tới nó ra luôn. Này, xấu phù thủy. Trò nó quỷ thư hay hơn. Hết round này đi. Mình lên nha. Đập. Đập cho vui thôi, chứ nó thằng random đồ mà. Ây chà, Bilbiter luôn. Bây giờ coi làm được gì đây. Tí nữa mình đánh với máy Bilbiter. Mình sắp đội hình dạng dạng ra xíu cho nó khỏi bị không kích pháo trúng hai con chỗ á. Là đẹp. Full. Rồi.
hết game này, hết ra đi chợ đi, up lên 8, dứt luôn. Dù của mình là kiếm Ahri. Siko à. Mất. Cha nội kia đánh phù thủy luôn à. Mất. Cassante. Lấy đi. Lấy tướng 5 tiền thôi chứ mình đâu có chơi nó đâu. Có cái vẻ đồ. Không hiểu sao dạo này những cái video của mình đang lên kênh ít người xem quá anh em ơi. Mấy anh em tương tác giúp mình với nha. Up lên, up lên, up lên. Ờ, kiếm đi. Này. Ui. Này, này. Ui, sư. Thấy chưa? Thấy chưa? Siêu cố kìa. Ôi. Surima luôn. Ông nào ở bữa bên Thái có một ông đánh quân sư Surima. Trời ơi con Swan nó trâu vật vả luôn. Thật luôn á. Để bữa nào mình làm cái game ấy thử coi cho anh em xem. Đây. Wow. Ghê vậy. Samira Surima ghê vậy. Ahri đâu, Ahri đâu. Đó mới nhắc Swan. Đây. Ủa. Chờ tí. Hơi sai sai rồi. Đây. Hình như nha. Hình như không có con ma ra ha, nãy giờ mình không có bắt. Sao 8 phù thủy đây ta? Ôi, đúng rồi ma ra ha. Nãy giờ cứ lo cắm đầu cắm cổ bắt con Ahri, không bắt đó. Cày cày. Ui. Cua như này hả? Cua sao được? Thấy chưa? Thấy tao riết nó tăng cho. Trời ơi, tí nữa mà cho nó thêm cái tú tượng nữa thử coi. Hết nước chấm. Nhưng mà làm sao đó. Trong thách đấu kìa ổng cháy quá. Ôi, nãy giờ quên ta. Quen, quen. Ê. Đây. Ừ, quên nhớ con Taric còn ở tứ tượng. Ê chà, gặp đi quy tờ hả? Quên chưa dạng ở trên. Gồng lên, đúng rồi. Taric gồng lên. Gồng lên là Taric chôn đi hết. Gồng lên. Giỡn với chị hả mấy đứa? Trời ơi, cái này mà đáng lẽ phải đưa trao rít hồng ngọc vô mới đẹp. Chị mà múa là mấy cưng chết hết. Hay là đỡ vàng lên chín luôn ta. Á rau nè, tủ tượng dơi luôn.
lên 9 không? Lên 9 được cái gì ta? Nếu mà bây giờ thay hai con vô thì hơi yếu ha. Thay hai con kia vô là phải thêm con cây sa vô nữa thì mới kích hoạt ba hư không tám phù thủy. Cũng cái này là kích hoạt quân sư can trường hiệu triệu nhân. Mình bỏ thêm một Ionia nữa, kích hoạt ba Ionia đánh sáu phù thủy thôi hả, hay tám phù thủy luôn ta. Đùm, cái này can trường thêm tí nữa thì con Tauric nó có được thêm một lượng giáp đúng không? Sau game này coi thử sao đã. Anh này đi cho anh Vinny rồi, anh Vinny rồi. Ôi siêu con 2. Siêu con 2 được 50 tiền cái đã. Ông thách đấu cái cùng ghê lắm, chắc mình phải lên 9 mình chơi với ông luôn. Siêu cô mà lên 2 là thấy thơm rồi đó. Tauric 3 cái tố tượng tăng cơ chính hiệu. Nãy giờ nó được búp thêm từ cái sáng nữa. Lượng máu nó kha khá. Bây giờ mà lên con Tauric 3 sao thì thôi với nó thật. Chập hết. Ồ, bây giờ nó búp giá mà. Làm gì được. Ui, đá banh luôn hả? Ghê vậy. Nè, xuyên đi bạn. Xuyên đi bạn. Xuyên đi. Xuyên đi bạn. Chơi gì mà Cassante. Ông bỏ luôn cái ấn thách đấu trời. À, không có cái ấn phù thủy ta. Có ấn phù thủy thì thơm rồi. Thì lấy ấn đi. Lấy ấn hay lấy đồ? Lấy ấn để cho random ra hả? Mà hồi tiếng mà lấy đồ đi. Cái này trả đi. Ủa, tính nó đâu có cần đâu ta. Nó bà rồi. Quên rồi, quên cái hãm bảo thật rồi. Lấy cái ấn hay hơn rồi đó. Nó random ra cái ấn phù thủy. Đánh 8 phù thủy luôn. Trời dở quá. Dở quá. Một đứa đi sai lầm của Việt Đen. Không biết cái game này có bị thua hay không ấy nha. Hiện tại mình đang top 1 này. À, ông kia có Ari 2 luôn. Ông đánh 5 tiền mà. Nhưng mà 5 tiền gặp bài này mình cút. Đó, mấy nói gầy gặp luôn kìa. Đó, đánh giùm con Tauric tuôn cái. Cái sinh tê đá hả? Đá được không? Đá được với con siêu cô nó đam này không? Đá được không? Đó, đá đi. Ari chưa bùm nha, Ari mình chưa bùm nha. Bùm lại nè bạn. Đúng mình bạn biết bùm hả? Rồi bạn ăn giùm con Tauric mình cái. Rồi giùm con Tauric đi. Rồi giùm con Tauric đi. Đi luôn lên bàn điểm số. Sao mà đánh được. Đánh Tauric nè. Hello. Cái nè. Giờ sao mà ra Mazaha được ta. Này, kích hoạt Ionia trước đi. Giờ 7 phù thủy đâu được vậy. Để cho con Ari có Ionia. Gọng. Trời ơi bạn ơi, bạn xuyên dùng con Tauric mình cái. Xuyên giùm con Tauric gái. Đúng rồi, xuyên đi. Nãy bạn hành mình lắm hả bạn? Nghe chưa? Cái này mà mình lên 8 phù thủy thì sao không đánh ta? À, Ari, từ từ nhặt cái bên kia ra là lấy được Ari.
đúng không? Mình lên táo phù thủy thì ông đánh bằng cái niềm tin nè. Hồi nãy mình lấy cái ấn thì hay hơn á, dở quá không để ý. Ây chà, ây chà, đúng không? Đâu cần đồ đâu. Thì bây giờ mình lấy thêm cái mũ mình bỏ trong Ari là mạnh hơn nhiều. Dở quá, sorry anh em nha. Ma ra ha, tôi đâu trời. Ấy, quên. Cần con mực mà. Ma ra. Hồi nãy mình sơ suất là mình lo mình bắt con Ari không, mình không bắt nó. Bây giờ level 9 kiếm con 1 tiền kiếm đuối luôn á. 1 tiền còn kiếm khó hơn tướng 5 tiền luôn mà. Ấy chà, nó sớt hả? Thôi bạn gặp mình là bạn xui rồi. Xuyên dùm con Ari mình, xuyên dùm con Tarik mình cái. Tarik 3 cái tú tượng. Trời ơi, hơi nước chấm. Ôi, không có rồi, giờ như mờ kim á. Mờ kim đấy đại dương. Hắn ta rít đi cha nó đi rồi. Giờ không đâu lên nổi ta rít 3 đâu. Ấy chà, thay rửa hình liên tục ha. Hay ha, Darkin rồi vô ha, kết hợp hai Darkin ha, vô đây kiếm chút bạn ơi. Ô, con Fiora có Surima kìa. Quá dữ bạn ơi. Xuyên được Tarik mình không? Xuyên được Tarik mình không? Ghê. Ô, qua luôn ta. Cái trà dữ. Ông kia gặp bóng đi rồi. Cái trà dữ, từ từ để mình sắp lại đồ hình. Ra mang ra ha. Có cháy thiệt. Không sao không sao, mình sắp lại đội hình là ông này ông ăn cám với mình à. Đó đó, chỉ cần tiễn con phiêu ra của bạn đi thôi, còn gì mình nữa mà khóc với sầu. Đúng rồi. Đó, Phi ra làm gì? Đi rồi nè, đi nè. Đó, rồi xong, đánh gì nữa? Phi ra đi, còn con gì mà đánh? Còn con gì mà đánh? Cái xe làm gì? Bye bye. Rồi, cảm ơn mấy anh em đã theo dõi đến hết video nha. Nhớ ủng hộ mình một like.